Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của hệ thống đào tạo MGK. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Duy, hiện đang là giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn chăm sóc da spa thẩm mỹ tại hệ thống đào tạo MGK. Hôm nay cô cũng sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi mà các bạn đang có gửi thắc mắc về kênh. Trong đó có câu cô ơi, cơ địa của em là kiểu dễ bị thâm và sẹo. Chân em bị sẹo thâm là do mũi đốt. Dù có gãi hay để nguyên như vậy thì mấy hôm sau cũng để lại thâm. Có cách nào để khắc phục không ạ? Thì cái tình trạng hiện tại của bạn thì có thể là do cảm nhận của bạn. Bạn cũng đã biết là cái tình trạng da của bạn khá là mẫn cảm khi bị tổn thương do một cái tác động nào đó, ví dụ như mũi đốt hoặc những cái tác động từ bên ngoài nó làm da tổn thương, và nó thường để lại những cái vấn đề thẹo, sẹo hoặc là vết thâm ở trên bề mặt da. Thì khi mà các bạn gặp cái tình trạng mà da khá là mẫn cảm như vậy thì cô cũng khuyên là chúng ta nên đến bác sĩ, tìm hiểu một bác sĩ da liễu để các bạn có thể tham khảo về cái cách, về cái tình trạng da hiện tại của mình như thế nào. Còn đối với những cái vết thâm hoặc là những cái vết sẹo mà để bạn đã bị rồi và bạn muốn khắc phục như thế nào thì cô cũng có thể chia sẻ cho các bạn là các công nghệ phổ biến hiện nay có thể cải thiện được những vấn đề sẹo hoặc thâm, đó là công nghệ lăn kim, phi kim, hoặc là thay da sinh học, hoặc là cao hơn nữa đó là có công nghệ laser. Em có thể tham khảo các công nghệ này tại các thẩm mỹ viện spa uy tín để mà chúng ta có thể cải thiện và khắc phục được những cái tình trạng mà bạn đang gặp phải ha. Thì đó là câu trả lời cô vừa mới chia sẻ với bạn. Bạn có thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn trực tiếp gửi câu hỏi về kênh. Cũng như bạn nào quan tâm các khóa học tại MGK thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới video. Nhà trường sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho em ạ. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.